tài. Đến đường Hải Loan bao nhiêu tiền? Cô gái, ngồi xe tôi đi. Tôi là người bản địa, anh ta là người ngoại tỉnh đó. Không biết đường đâu. Mới đến hả? Ở đâu vậy? Tại sao trước đây không thấy cậu chứ? Từ đâu đến thế? Còn là xe mua lại nữa. Đúng vậy, cái xe này đã rách nát thế này rồi mà còn chạy nữa. Tôi nói này người ngoài tỉnh, đến đường Hành Lâm bao nhiêu tiền? Đừng có hét giá linh tinh nha, đừng phá vỡ quy tắc ở đây. Cái xe của cậu là sao thế? Làm gì thế? Đánh nhau hay sao? Chuyện gì vậy? Các anh em, lên! Khởi nghĩa à? Làm gì vậy? Sao nào? Không phục hay sao? Ý gì đây? Ý gì đây? Muốn đánh nhau hay sao? Cậu làm gì vậy? Không phải, đánh nhau hả? Anh bạn à, sao nào? Bắt nạt người ngoại tỉnh hay sao? Ai bắt nạt cậu ta chứ? Đến đường Tân Hương không? Cậu ta không chở được. Được hay không tôi tự biết. Nào, cậu chở tôi đi. Cái xe nát mà cũng đi. Không thể hiểu nổi mà. Dừng lại. Sao vậy? Mau dừng lại đi. Lão La, anh nói xem, anh ta định làm gì thế? Thật là, anh ta làm quá lên thế, suýt nữa thì bị đánh rồi, chỉ toàn lãng phí thời gian. Chắc chắn là lãnh đạo có lý lẽ của mình. Đừng có nói bậy nữa. Chúng ta phải nhanh chóng qua đó thôi, xem rốt cuộc có phải lừa đảo hay không. Cậu còn không nhận được đường mà còn làm ăn gì chứ? Đi sai đường rồi kìa. Nào lên đây, tôi chở cậu đi một đoạn. Lên đi. Trai à, đường không đúng. Đường này không đúng. Vừa nãy chủ khi tắt đường dữ dội, cho dù trời đến tối chúng ta cũng không đến nơi. Cậu xuống trước đi. Xuống đi, xuống đẩy đi. Anh bạn à, nếu cậu không yên tâm thì cứ cầm lấy cái túi này đi. Bên trong có đồ đó, cậu đừng có làm mất. Tôi đợi cậu ở bên trên được không? Cậu mau lên đi. Tôi đợi cậu ở bên trên. Cậu mau đuổi theo tôi nghe chưa? Tôi đi nha. Cảnh sát Trương. Lên xe. Cô cũng nhanh quá ha. Tất nhiên. Đi về phía bên kia. Được rồi, anh ngồi chắc nha. Được, túi để ở phía sau. Dừng ở đây. Cô lái xe chậm quá. Tôi... Alo, Lão La. Rõ, mời nói. Nghi phạm chạy về ngã rẽ đền thờ Ngũ Lý. Các anh ở đó chặn hắn ta lại đi. Chúng tôi sẽ đến ngay. Đi. Là anh nặng quá thôi. Ngã rẽ đền thờ Ngũ Lý. Cái lừa đảo có ở đó hay không? Thì mau qua đó xem đi. Nhanh lên. Đó là kẻ lừa đảo. Nhanh lên.
Người đâu? Người đâu? Đội trưởng Trương và Tiểu Tuyết đến rồi. Người đâu? Không biết. Tôi đến chặn hắn thì không thấy nữa đâu. Hắn biến mất rồi. Lạ quá đi mất. Sao lại thế chứ? Tôi theo sát lắm rồi. Tôi cũng luôn đi theo. Vậy mà lại mất dấu. Hắn không thể vô cớ biến mất được. Kỳ lạ quá đi. Vị trí này cũng đúng. Sao lại mất dấu được chứ? Lão La, vừa nãy các anh có nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đỏ hay không hả? Có. Ở đâu? Nó đổ ở vị trí này. Đổ ở đây. Đúng vậy. Biển số xe là D94Z39. Cái này để tôi nghĩ đã. Chiếc xe máy ở trên xe ô tô đó. Xin chào, tôi là Trương Bộ Bằng của tổ phòng chống lừa đảo, giúp kiểm tra chiếc xe ô tô màu đỏ. Biển số xe là D94Z39. Vị trí nào chứ? Được, cảm ơn. Đường vành đai trên cao. Lối ra duy nhất của đường vành đai trên cao là phía đông đường Hành Lâm. Đi, nhanh lên. Lên xe. Ở đó. Ở đâu? Vừa qua. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Còn ngay ra làm gì? Giúp đỡ đi. Đừng gây thêm rắc rối nữa. Đã bắt được rồi. Đi. Thằng nhóc này được đấy. Nào, ngồi xổm ở đây. Cũng đưa tên kia đến đây. Ngồi xổm ở đây. Ngô Vũ à, đưa nước cho tôi. Nước chúng tôi uống. Thế nào, không sao chứ? Theo tuổi thì tôi phải gọi anh là anh của tôi. Anh chạy cũng nhanh quá ha. Tại sao lại bắt anh? Không cần tôi nói đúng hay không? Nhân chứng, vật chứng đều đủ. Chắc chắn là anh không tránh được chuyện này. Nhưng mà mức độ tính chất của chuyện này, thái độ bây giờ của anh có thể quyết định. Tôi cho anh một cơ hội này. Anh tự chọn đi. Không biết. Tôi không biết gì hết. Anh còn giả vờ phải không? Anh bị đánh vẫn chưa đủ hay sao? Có thể nói chuyện đàng hoàng một chút không? Tôi thấy anh là người thông minh. Tôi nói cho anh nghe, chúng ta đang làm gì chứ? Ôm hy vọng mong may hay sao? Tôi nói cho anh biết, ở trước mặt chứng cứ không ai chạy được. Đừng có đợi ở đây nữa. Đợi cái gì mà đợi? Đợi hắn đến cứu anh hay sao? Tôi nói cho anh biết, hắn không cứu được anh đâu. Chúng ta lớn thế này rồi, phải hiểu chút đạo lý, đúng không? Chúng ta chạy đến đâu làm gì thế? Chỉ có anh mới cứu được anh thôi. Đội trưởng Trương, tôi nói cho anh một chuyện. Có chuyện tan làm nói. Đội phòng chống lừa đảo làm án là người thẩm vấn tối phạm, không phải cảnh sát khai sáng cho tội phạm. Tôi nói có việc tan làm nói. Nào, anh nhìn tôi. Nhìn tôi đi. Nhìn đi. Anh không giúp tôi không sao. Anh mặc kệ bản thân cũng không sao. Tôi không quản anh. Anh cũng phải suy nghĩ cho vợ con anh ở nhà chứ, đúng không? Anh vào tù rồi họ phải làm sao? Chỉ có thái độ của anh tốt, tôi mới có thể xin cấp trên giảm hình phạt cho anh. Suy nghĩ cho vợ con của anh, suy nghĩ cho gia đình của anh đi. Vậy mới gọi là đàn ông, anh biết không? Tôi nói. Trong ngõ nhỏ phía đông quảng trường Huyền Thành, trong phòng trọ trong cùng. Trong con ngõ nhỏ phía đông quảng trường Huyền Thành, đó là khách sạn Tuyền Thành. Không đúng. Đường Liễu Huyền bên cạnh, đi thẳng, rẽ trái 300m là đến. Đường Liễu Huyền đi thẳng, rẽ trái là đến. Đó là một khu dân cư.
Giả? Nói địa chỉ giả phải không? Anh còn dám nói địa chỉ giả nữa? Anh nói lại lần nữa đi. Anh đùa tôi đúng không? Đứng lên. Trông tôi dễ bắt nạt lắm hay sao? Tôi nói cho anh biết, anh nói hay không tôi vẫn bắt được hắn. Nhưng mà anh thì xong đời rồi, hiểu chưa? Anh có biết đây gọi là gì không? Đây gọi là cản trở người thi hành công vụ đó. Cung cấp lời khai giả, làm lệch hướng điều tra, tội còn nặng hơn bao che. Tôi còn bảo anh về nhà gặp vợ con anh cơ. Tôi nói cho anh biết, đừng có nghĩ đến nữa. Đưa đi, không hỏi nữa. Đi. Cho cậu cơ hội cậu không nắm lấy. Cậu muốn ở trong đó phải không? Cậu mặc kệ mẹ của cậu đúng hay không? Mặc kệ vợ con cậu chứ gì? Tôi nói. Nhớ nhầm, vừa nãy tôi nghe nhầm hả? Tôi nói hết mà. Đi. Ở phía nam đường Minh Dương Tây, rẽ trái ở đèn xanh đèn đỏ thứ ba, qua cầu Tam Nguyên, rẽ rồi đi khoảng 200 mét là đến. Tiến lên trước từ tảng đá 200 mét đúng hay không? Đó là nơi nào? Có một người sửa xe. Người sửa xe? Người đó bao nhiêu tuổi hả? Một ông già. Có vẻ như lần này cậu ta nói thật đó. Được, đi. Đưa họ lên trên xe. Đứng dậy đi. Lão Trương, kế hoạch của anh thật sự quá chặt chẽ, không có sơ hở nào hết. Phá hủy một ổ nhóm lừa đảo lớn như vậy trong chốc lát. Đúng vậy, kế hoạch này quá tuyệt vời luôn đó. Đúng rồi, buổi sáng hôm nay anh thẩm vấn tên lừa đảo đó 2 lần. Thật sự là cứ như người khác, làm tôi chấn động lắm luôn. Anh diễn xuất giỏi quá luôn đó, phải không Trần Tuyết? Lúc đó tôi sợ hết hồn luôn. Lúc đó khi chúng ta sắp xếp, tôi còn nghi ngờ anh có làm được xe ôm hay không. Không ngờ đến cuối cùng, mấy kẻ lừa đảo đó lại mắc bẫy thật chứ. Mấy ông xe ôm đó ép buộc anh, có phải là cũng là một trong kế hoạch của anh hay không? Cứ coi là thế đi. Chúng ta là đồng nghiệp với nhau, anh phải sớm nói kế hoạch của anh với chúng tôi, như vậy chúng ta mới dễ hợp tác với nhau. Đúng vậy. Là thế này. Tôi vừa mới vào tổ phòng chống tội phạm lừa đảo, vẫn chưa thân với mọi người, cũng không tin tưởng lẫn nhau. Tôi thấy cậu còn khá trẻ, tôi sợ cậu sẽ sốc nổi, cho nên tôi không nói. Cậu đừng có để bụng nha. Cảnh sát Lâm, tôi đã nói hết mọi chuyện rồi. Cô có còn nhớ trước đây cũng có một khách hàng tên là Lâm Kỳ hay không? Có người như vậy, anh ta có liên quan đến vụ án này hay sao? Cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Hắn là khách hàng chính của tôi, người khá là tốt, cũng rất chu đáo với tôi. Mà hơn nữa, cách hắn đối xử với tôi cũng rất đặc biệt. Đặc biệt? Đặc biệt là sao? Tuổi của hắn có thể là bố của cô đó. Sao cô có thể? Lúc đó tôi chỉ cần biết có đưa tiền không, cũng không quan tâm đến tuổi tác gia thế. Nhưng mà hắn thực sự là người tốt. Dân, ai cho cô tiền thì là người tốt. Không phải như vậy đâu. Lâm Kỳ không chỉ cho tôi tiền. Vậy chứ còn cái gì? Còn có một thứ rất quan trọng. Cô đừng có nói vòng vo với tôi. Nói thẳng đi. Là lời khuyên. Nhưng mà lúc đó tôi không để ý. Năm đó hắn bảo tôi qua đó, cô chỉ bảo tôi tạo dáng rồi cho hắn vẽ tôi, còn luôn khuyên tôi đổi ngành đi. Lúc đó hắn còn nói có thể tài trợ cho tôi chút tiền để tôi buôn bán. Lúc đó thì trong lòng của tôi thấy nực cười lắm. Sao lại có người ngốc nghếch như vậy chứ?